anh về mặt mọc phương. Không còn gì nữa. Eric không bao giờ phải make up cả. Và Hoàng thì Hoàng thích mặt mộc của Eric hơn. Vì mặt Eric lúc trang điểm lên thì nhìn không còn đẹp trai như lúc bình thường nữa. Ồ, các bạn thân chị cũng thế. À thế, chị đang mặt mộc sao? Mặt mộc. Ok. Hoàng nghệ sẽ nói không. Dạ, chắc là vì sự xuất hiện của chị Hoàng Di và sự ăn ý của hai con người này thì em xin phép được như vai trò MC lại cho chị Hoàng Di ạ. Không sao. Không sao. À, cho nên nhìn nó cũng hơi lôi thôi, mong mọi người thông cảm nhá. Không sao. Ngày hôm nay thì họ biết là buổi online của Eric và ngày hôm nay thì họ đến đây không phải là để làm gì hết, chỉ là đến để cho em của mình thêm tự tin và thêm có niềm vui và thể hiện là gia đình chưa tan vỡ. À, Phúc thì hôm nay là Phúc đang bận công việc và Phúc nói là 5 giờ mới xong nhưng mà nghĩ là tại vì đường Bắc thì chắc là rất là khó Phúc đến đây hôm nay được. Nhưng mà nói chung là cũng chưa tan vỡ. Không biết là từ chuyến giờ là mọi người đã được chơi và chơi hay nghe Eric hát nhiều chưa ạ? Chưa. Ồ, đã rồi đấy. Sợ em học từ mấy giờ rồi đấy? Học từ 3 giờ. Mấy giờ rồi đấy? Bây giờ mấy giờ rồi nhỉ? 5 giờ thì ẩm lâu thế. Chào chị đấy. Thế á? Chào đấy. Đáng lẽ Hòa mặc một chiếc đầm thật là xinh, thật là đẹp thì Hòa đã bước từ trên xuống nhìn cho hoành tráng kiểu cướp gọi là gì? Spotlight. But Hòa mặc không có được beauty difference lắm cho nên là Hòa quyết định là đi từ cánh gà đi lên và chắc là chị em mình nói ít tặng mọi người bài hát ha. Hôm nay không có phút cho nên là hai chị em sẽ hát một bài một bài hát mà để mình tưởng tượng có Phúc ở đây. Chúng ta sẽ hát một ca khúc mà tháng 4 Hòa với Phúc đã ra mắt và Phúc với tựa đề Cười Yêu Đi. Chúng ta sẽ hát một ca khúc